Đây là Siro và Zora, hai chị em có họ. Zora là mới nhập về nhập Đức về Việt Nam ngày 31 tháng 3 2022, đó ngày hôm qua. Đó thì nếu mà so Zora với lại Siro thì Zora to hơn. Đó, đây để cho mọi người nhìn. À, để mọi người nhìn, mọi người so sánh Zora, khung của Zora to hơn Siro một chút. Siro bây giờ thì Siro khoảng 41 cân. Thì Zora chắc là rơi vào khoảng tầm 42 43 cân. Zora bây giờ chắc khoảng tầm 43 cân. Vì Zora cao dài hơn. Cao hơn và dài hơn. Đứng gần nhau để quay Zora không nô? Không nô. Đó, nó cao hơn, nó dài hơn con Siro một chút. Người Siro thì tròn hơn. À, nhưng mà Siro thì đang bầu khoảng hơn một tháng một chút. Bụng nó cũng hơi phệ hơn một chút đó. Để nhìn hai chị em nhìn cái mặt nào. Zora nhìn đây nào. Chị Siro đang nhìn rồi. Đó. Đó. To hơn một chút. Zora thì về sau mà nếu mà đẻ xong thì chắc là nó sẽ cỡ khoảng cỡ người của Pila. Cao hơn và dài hơn Siro một chút. Ừ. Đó. Mọi người nhìn hai chị em đứa nào xinh hơn. Đây, Zora đây. Chị Siro xinh hơn đấy. Zora là cao cao thoáng hơn. Nhưng mà nếu mà xinh là mặt Siro xinh hơn đấy. Ừ. Đó, hai chị em. Ok, nào Zora, đừng có trêu, đừng trêu người chị. Không, ảnh trêu ấy chị đang bầu đấy. Đó. Ừ. Đó, Siro đó, Zora đó. Đó, hai chị em.